thế thì thứ nhất đối với những người phụ nữ khi học video này thì phải nghe Mr. X nói là mình phải tránh xa những cái lý do này ra ví dụ như mình cô đơn mình không tâm sự được với chồng chồng mình nó 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 xin lỗi là nó ngu nó dốt nó đần bảo nó không nghe hay là mình uh, dạy nó không được mình cảm thấy rất bất lực đúng không thì thôi mình phải cố gắng dạy dỗ dần dần bảo ban dần dần uh, hướng dẫn dần dần và dùng tình yêu dùng sự quan tâm dùng sự tinh tế dùng tình dục để uh, hướng dẫn và đưa vào một cái định hướng tránh cái việc là chúng ta cảm thấy bị cô đơn đúng không Nếu chúng ta không chia sẻ được thì chúng ta phải tìm những cái lúc thời điểm thích hợp để chia sẻ lúc ăn cơm lúc đi du lịch lúc vui vẻ lúc đi ngủ những lúc mà làm tình với nhau là chúng ta có thể chia sẻ được đúng không À, khi mà chồng coi thường mình thì mình phải chứng minh là mình làm được những việc mà chồng nghĩ rằng mình không làm được chồng coi thường mình không biết kiếm tiền thì mình phải kiếm nhiều tiền hơn để chứng minh rằng mình không phải là người như thế nhưng tất nhiên sau khi mình kiếm được tiền thì mình cũng không được coi thường chồng cái cái khó là như vậy đúng không chồng không thèm đến sửa đến mình thì mình phải biết là À, có thể sẽ là nguyên nhân từ chồng nhưng trước hết mình phải xem là nguyên nhân từ mình đã tại vì đây bài học này là bài học nói về lý do phụ nữ ngoại tình đúng không chồng không thèm đến xỉa thì thứ nhất là mình phải nâng cấp bản thân à, từ ngoại hình từ da rẻ từ quần áo từ mỹ phẩm đấy. Rồi từ cách thức từ cách nói chuyện à, sự duyên dáng đúng ạ? À, sự hấp dẫn sự cuốn hút À, đấy rồi thì mình đầu tư về mặt kỹ năng về mặt tâm hồn à, rồi đầu tư cả về mặt các cái à, những cái thứ liên quan đến sách đổi mới à, thay đổi không khí thay đổi không gian thay đổi phương thức thay đổi thời điểm đúng không đấy thế rồi thì nếu mà mình mà mình có những cái ích kỷ và đam mê cá nhân thì rất nhiều người không dừng lại được à, mình không coi trọng gia đình chẳng hạn hay mình không đánh giá cái chuyện đó chồng không hiểu mình không thấu hiểu thì có thể sẽ già neo đứt dây thế thì mình phải giảm bớt cái ích kỷ và đam mê xuống mình là người phụ nữ mình phải đặt ra câu hỏi là mình muốn gì ở người chồng ở gia đình ở người con ở các bên đấy. và mình làm điều gì để đạt được điều đó đấy là cái điều quan trọng nếu mình ham muốn thể xác một cách thái quá thì mình làm gì để mình giảm bớt đi hoặc là mình làm thế nào để đối tác của mình có thể đáp ứng được cho mình Bây giờ lý do là mình 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 tình dục một cách thái quá thì sẽ có hai cách thôi, một là người nữ giảm, hai là người nam tăng. Thế thì người nữ giảm thì mình có thể tập trung vào đọc sách, thiền, yoga rồi thì ăn chay niệm Phật, tìm những cái niềm vui mới, những cái đam mê mới, đấy để giảm bớt cái nhu cầu đi. Và thứ hai nữa mình cũng chia sẻ với đối tác của mình, chồng mình là Bây giờ em muốn như thế thì anh phải làm thế này thế khác Đúng không ạ? Thế còn tình dục mà không đủ chất lượng hay là nhàm chán thì đấy thì mình lại quay lại những cái bài học trước của Mr. X Mr. X dạy rồi Thay đổi các cái không gian, bối cảnh, thời gian, cách thức, phương thức Tư thế, rồi đồ chơi Rồi thì à, những cái vị trí vân vân Rất là thú vị, đúng không ạ? Và, và mình hạn chế tâm sự với đàn ông Dù là trẻ hay già hơn tuổi hay là ít tuổi hay là bằng tuổi bởi vì tôi nói các anh chị nghe điều này nè khi mà các anh chị đã tâm sự với nhau càng tâm sự nhiều sẽ càng thấu hiểu sẽ càng thấy quý mến sẽ càng thấy quen thuộc sẽ càng thấy yêu thương và rồi chúng ta ngoại tình lúc nào chúng ta không biết bởi vì tâm sự ví dụ tôi nói tối nào chúng ta cũng chat với nhau một tiếng hai tiếng vào thời điểm đấy liên tục liên tục liên tục một tháng hai tháng đủ ba mươi ngày thế thì rồi chúng ta hình thành nên một thói quen chúng ta hình thành nên một cái phản xạ vô điều kiện là tôi thấy thiếu anh ta tôi thấy vắng vắng cái gì đó à, rồi anh ta cho tôi rất nhiều những lời khuyên tốt trong công việc trong gia đình trong nuôi dạy con cái thậm chí tôi khó khăn anh ta cho tôi vay tiền khi tôi gặp cái sự bất lực anh ta chia tay với tôi thế thì rõ ràng là tôi sẽ so sánh với người đàn ông của mình là anh ta đang rất là hờ hững nhưng mà đâu biết rằng là anh ta đang rất stress phải học lên cao phải kiếm nhiều tiền hơn công việc đang rất khó khăn công ty đang gặp khó khăn đúng không ạ khách hàng thì đang ít đối tác thì đang đòi nợ vô vàn những cái vấn đề còn đối tác cái người mà đang chuẩn bị mà người ta chăn rau ấy đúng không thì người ta sẽ làm gì người ta chỉ quan tâm người ta chỉ động viên người ta nói là, em xứng đáng với những điều tốt đẹp đúng không ạ rồi thì anh sẽ cho em những điều tốt đẹp đấy bởi vì sao bởi vì người ta đang muốn trồng rau nuôi tầm à tất nhiên không phải người đàn ông nào cũng muốn trồng rau nuôi tầm cũng muốn là tôi mất cái ông, cái chân giò bà thò chai rượu thế nhưng mà về cơ bản là đúng người đúng thời điểm mà cái tâm sự với nhau tôi khẳng định luôn tỷ lệ mà đàn ông hoặc phụ nữ ngoại tình tại thời điểm đó rất cao rất rất cao chúng ta cứ tiếp tục tâm sự với nhau chúng ta tiếp tục trò chuyện rất hiếm chi kỷ mà giới tính nam nữ được trừ khi đấy là bạn cấp 2, bạn cấp 3 từ ngày xưa và tất nhiên nó vẫn có một cái tỷ lệ là là không phải người ta chỉ đơn thuần là người ta giúp nhau người ta là bạn bè rất thuần túy rất thuần túy nhưng tỷ lệ đấy tôi đánh giá là thấp vì vậy người phụ nữ tỉnh táo Đừng bao giờ để mình rơi vào cái trạng thái Mình tâm sự với à, những người khác giới Đấy. Có thể người ta ít hơn mình 5 tuổi, 10 tuổi Nhưng vẫn có thể xảy ra tình cảm Già hơn mình 10, 20 tuổi vẫn nảy sinh tình cảm Có vợ hay chưa có vợ Có người yêu hay chưa có người yêu Vẫn nảy sinh tình cảm Bình thường Đấy. Vì vậy Cái bài học này tôi đưa ra là gì Lý do phụ nữ ngoại tình Với mục đích thứ nhất là Người phụ nữ phải kiểm soát được những lý do này hạn chế tránh à, suy nghĩ về bản thân thứ hai nếu như một người đàn ông một người chồng một đối tác mà đang nghe video này của Mr. X thì cũng chú ý rằng là những nguyên nhân này là những nguyên nhân chủ đạo khiến vợ mình có thể ngoại tình bạn gái của mình đối tác của mình có thể ngoại tình tôi nói là có thể và đây là những nguyên nhân cơ bản tức là nó có thể không xảy ra và nó có thể có những cái nguyên nhân khác nữa rất nhiều à, cãi vã chiến tranh lạnh à, rồi thì không hòa hợp về con cái rồi thì bị đối thủ nó tấn công quá mạnh mẽ đúng không ạ và một người phụ nữ mà người ta không bản lĩnh người ta có thể ăn đòn bình thường không quan trọng là người phụ, đấy, phụ nữ đấy đẹp hay xấu giàu hay nghèo người phụ nữ đấy ngoan hay không ngoan mà quan trọng là người ta có bị tấn công hay không bởi vì cứ tấn công, cứ nhắn tin bây giờ Tin nhắn, iMessage, Zalo, Facebook, Instagram, Whatsapp, whatever Rất nhiều các loại khác nhau Tin nhắn nó đến, gọi điện, các thứ Rất là khó phát hiện Đấy, rồi thì tình ban trưa tình công sở rất nhiều Đúng không? Thì đây là cái Mr. X sẽ xin phép được dừng cái video bài học này Đây bài học này là nói về ba ý ý thứ nhất là à, giới thiệu về cái series chủ đề ngoại tình thứ hai là lý do cơ bản phụ nữ ngoại tình và thứ ba là rút ra bài học cho phụ nữ và rút ra bài học cho người đàn ông nếu như một trong hai người hoặc cả hai người xem cái video bài học này của Mister X mục đích duy nhất của Mister X là giúp các anh chị và các bạn có cuộc sống hạnh phúc không phải ngoại tình bởi vì nói gì thì nói ngoại tình cũng là một cái hành vi uh, thiếu những cái lòng tin thiếu những cái chuẩn mực và gây ra nhiều hệ lụy không tốt cho hạnh phúc gia đình Đấy, thì tất nhiên mít tới không lên án những người đang ngoại tình mít tới cũng không cổ suý cho việc đó mít tới là một chuyên gia về mối quan hệ chuyên gia về uh, hạnh phúc gia đình về tâm lý học thì mít tới chỉ đưa ra những vấn đề như vậy để các anh chị gợi mở các anh chị suy nghĩ và hành động trên biết không đánh giá là như thế là tốt hay là xấu nhưng theo quan điểm cá nhân thì Mỹ tế mong muốn là các cuộc sống gia đình của các vợ chồng hạnh phúc và có cuộc sống thêm ấm áp thêm hạnh phúc thêm lãng mạn để cho ạ và sẽ giảm được những cái à, cặp đôi ngoại tình giảm được cái tình trạng mà hiện nay đang rất bức xúc trong xã hội vâng biết xin chào các anh chị và các bạn xin gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học à, sắp tới đây